40 ngày hành trình trở về. Ngày thứ 16, phần thưởng cho những người theo Chúa. Tin mừng trích sách Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: có một nhà phú hộ kia vẫn toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chóc, ước được mụn bánh từ hạ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chóc của người ấy, nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn trong hỏa ngục, phải chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được. Người đó lại nói: đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Suy niệm: dường như khi theo Chúa, tôi phải chịu thiệt thòi hơn những người khác. Họ dùng đủ mánh khóe, mưu kế để buôn bán, kiếm lời nhiều. Còn tôi, vì cố gắng sống công chính và sự thật, tôi không thể lừa dối khách hàng, nên việc làm ăn không lỗ vốn là may lắm rồi. Người ta ăn sang, mặc đẹp, nhảy đầm, hưởng thụ. Còn tôi theo Chúa không có giờ để hưởng thụ. Hết đi họp giáo xứ, lại tới họp hội đoàn. Đã ăn chay, lại còn phải bố thí. Khi đọc bài tin mừng hôm nay, tôi lại ước gì khi chết mình được là anh Lazaro nghèo khó, chứ không phải là ông nhà giàu. Là người theo Chúa, tôi không thể xây dựng hạnh phúc thuộc về thế gian này, mà là tìm kiếm hạnh phúc đời sau. Nếu Chúa Giêsu đã không sống lại, thì đức tin của tôi vô nghĩa. Và nếu tôi theo Chúa để khổ đời này, rồi lại khổ đời sau, thì khốn cho tôi. Thiên Chúa không hứa cho những người theo Ngài được vinh hoa phú quý ở đời này, nhưng hứa cho họ được sự sống đời đời mai sau. Ngài
cũng nói với tôi rằng không ai có thể làm tôi hai chủ, vừa làm tôi tiền bạc, vừa làm tôi Thiên Chúa được. Cái gì của thế gian này thì sẽ trả về cho thế gian khi tôi chết. Tự sống đời sau nghe không mấy hấp dẫn lắm, nhưng nếu khi tôi bị bệnh sắp chết, thì sự sống đáng quý là dường bao. Nếu phải đổi tất cả tài sản để được sống thêm vài năm nữa, có lẽ tôi cũng không tiếc. Chúa Giêsu đã trả giá trước cho tôi để tôi được sự sống đời sau. Việc còn lại tôi phải làm là đón nhận và giữ lấy phần thưởng ấy. Hành động. Người đó thưa: không đâu, lạy cha Abraham. Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Trích Tin Mừng Thánh Luca. Với chính mình, tin và sống lời Chúa, chấp nhận sống theo sự thật và công chính, với tha nhân, giúp đỡ người nghèo khó, coi trọng những người thấp kém. Với Chúa, tin sự xét xử công chính của Chúa, cảm tạ Chúa, luôn thương người nghèo, nhỏ bé. Ghi nhớ, Abraham nói lại: hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Trích Tin Mừng Thánh Luca.